Chào mừng các bạn đến với kênh Sức khỏe và Làm đẹp. Các bạn thân mến, ăn uống không điều độ sẽ khiến dạ dày bạn bị tổn thương. Ban đầu là những triệu chứng nhẹ như đi ngoài, đau dạ dày, trào ngược dạ dày, lâu dần dẫn tới viêm loét, ung thư dạ dày vô cùng nguy hiểm. Các bác sĩ khuyên bạn nên có phương án ngay khi dạ dày ở giai đoạn đầu, nhất là nên kiểm soát vấn đề trào ngược dạ dày. Do tình trạng này gây ở nóng, ở chua, hơn hết khiến ho khan, nghẹn họng do dịch vị luôn trực trào vô cùng khó chịu. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 sai lầm gây tổn thương cho dạ dày không nên coi thường. 1. Ăn quá nhiều, ăn uống không điều độ sẽ làm rối loạn nhịp bài tiết của dạ dày, làm suy yếu chức năng rào cản của niêm mạc dạ dày. Thường xuyên ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như chướng bụng, nhu động dạ dày chậm và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, mỗi bữa chỉ nên ăn đủ no khoảng 70%, không ăn quá no trong mỗi bữa, hoặc ăn sau khi đã no. 2. Chế độ ăn nhiều muối. Lượng muối cao sẽ làm giảm tiết axit dạ dày, giảm khả năng phòng vệ của niêm mạc dạ dày, khi đó hàng rào chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm teo dạ dày. Bên cạnh đó, nitrit có trong thực phẩm ngâm chua có thể phản ứng với các amin, sản phẩm phân hủy của protein trong dạ dày để tạo ra chất nitrosamin gây ung thư. Chất này cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Vì vậy, ăn ít muối không chỉ có lợi cho việc ngăn ngừa và điều trị bệnh cao huyết áp mà còn tốt cho dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, nên kiểm soát lượng muối ăn hàng ngày trong phạm vi 5g, đồng thời chú ý đến muối trong các loại gia vị như nước tương, dầu hào, bột ngọt. Ăn ít các thực phẩm ngâm như dưa cải muối, dưa chua. 3. Chế độ ăn nhiều chất béo. Thức ăn nhiều chất béo khiến dạ dày làm rỗng chậm, thức ăn đọng lại lâu trong dạ dày sẽ kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng tổn thương axit dạ dày đến niêm mạc. Ngoài ra, chất béo sẽ kích thích mạnh tiết cholecystokinin, dễ gây trào ngược dịch mật và làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, nên nấu với ít dầu hơn như hấp, luộc, trộn, hạn chế chiên rán. Chú ý đến chất béo tiềm ẩn trong các loại nước sốt như sốt mayonnaise, sốt salad. Bạn cũng có thể ăn thịt nạc thay vì thịt mỡ để hạn chế chất béo. 4. Ăn nhiều đồ hun khói và chiên rán. Thực phẩm hun khói dễ bị ô nhiễm bởi các chất có hại như hydrocarbon thơm đa vòng và formaldehyde. Ăn quá nhiều thực phẩm hun khói, thực phẩm chiên rán sẽ sản sinh ra nhiều chất gây ung thư, không tốt cho sức khỏe dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, ăn ít cá hun khói, xúc xích hun khói, giam bông, thịt xông khói, thịt gà hun khói và các thực phẩm hun khói khác. Đồng thời hạn chế các món chiên rán như khoai tây chiên, đùi gà rán, gà viên chiên, nấm chiên. 5. Ăn ít trái cây và rau quả tươi. Việc tăng cường ăn trái cây có thể làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Đồng thời tăng cường ăn các loại rau họ cải, cải chip, bắp cải, súp lơ trắng, bông cải xanh, cải xoăn, có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, ăn rau hàng ngày, tốt nhất là 150 đến 200 gram mỗi bữa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ăn trái cây mỗi ngày để bổ sung đầy đủ chất. 6. Uống rượu và hút thuốc. Hút thuốc và uống rượu có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Hút thuốc cũng liên quan chặt chẽ đến việc xuất hiện bệnh trào ngược dạ dày thực quản và làm tăng nguy cơ loét dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ, nếu nhất định phải uống rượu thì tốt nhất nên uống rượu có độ cồn thấp như bia. Không nên uống lúc bụng đói và không nên uống say. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hy vọng với những chia sẻ trên, mọi người sẽ biết thêm được nhiều kiến thức về sức khỏe. Chúc cả nhà luôn khỏe và đẹp nhé!